Tìm số dư khi chia đa thức x mũ 100 trừ 2 nhân x mũ 51 cộng 1 chia cho x bình trừ trừ 1. Thì ở đây là dùng cách 2 nha các bạn. Cách 2. Thì để giải quyết được bài này các bạn nhớ giúp lỡ kiến thức, đó là x mũ 2n trừ 1 sẽ chia hết cho x bình trừ 1. Đó, ở đây các bạn tự chứng minh. Tự chứng minh. Được chưa? Với n thuộc vào n, n sao là số tự nhiên khác, khác số 0 đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân và vân vân. Được chưa? Vậy đây chính là mũ gì ạ? 2n chính là mũ, mũ chẵn. Vậy bạn phải phân tích x mũ 100 trừ 2 x mũ 51 cộng 1 ra hết những cái mũ chẵn. Thì x mũ 100 chẵn chưa ạ? Rồi. Hôm nay là phân tích là trừ 2 nhân x mũ 1 nhân x mũ 50 cộng, cộng 1. Tiếp tục mình phân tích nè. X mũ 100 là mũ chẵn rồi. Thì thiếu trừ, trừ 1. X mũ 100 trừ 1. Trừ 1 thì mình phải cộng 1 để hai thằng này triệt tiêu để ra thằng này. Được chưa? Tương tự đây cũng vậy, ra trừ 2 x nhân x mũ 50 thì cần là trừ 1, đóng cái ngoặc vào. Thì theo bản năng thì mình phân phối vào thì có phải ra là trừ 2 x mũ 51 cộng cho 2 x không ạ? Thì mình cộng thêm, rõ ràng là mình đã cộng thêm 2 x thì mình phải trừ đi 2 x và cái số cộng 1 này viết lại. Vậy bằng x mũ 100 trừ 1 trừ 2 x mũ 50 trừ 1. Đây rút gọn trừ 2 x cộng cộng 2. Được chưa? Đây chia hết cho x bình trừ 1. Đây chia hết cho x bình trừ 1. Và đây bậc đây là bậc 1, còn x bình trừ 1 là bậc 2. Vậy chắc chắn không chia hết. Vậy đây chính là số, số dư. Vậy kết luận vậy, số dư là trừ 2 x cộng cộng 2.